Hello anh em, hôm nay em Tuấn Cassette sẽ giới thiệu tới anh em một mẫu đài mono đến từ Nhật Bản, có thương hiệu là National. Model của con này là RW552. Thì nhắc tới cái model này thì nó rất là nổi tiếng và rất là đáng chơi trong cái dòng đài, trong phân khúc đài mono tầm trung ha. Bởi vì nó thiết kế rất là hầm hố ha, với sở hữu một cái thiết kế loa là dạng tổ ong đó, với những cái viền này nó rất là nhìn nó rất là hầm hố ha. Điểm đặc biệt của nó là loa này là một cái loa có cái phễu là phễu nhôm bên trong đó, rất là đẹp. Và đồng thời cái củ là củ loa móng ngựa, nhưng mà cái củ nó rất là to và nặng, cho nên con này nó đánh tiếng bass rất là hay ha, rất là hay và uy lực luôn. Dòng này thì nó có micro đi kèm rất là đẹp ha. Micro thì nó nằm đây đó, khi mình không xài nữa thì mình gạt nó vào, mình muốn xài nữa thì mình ra đó. Thì những cái dòng này micro thì bỏ pin vào là vẫn sử dụng tốt, nhưng mà cái này nó để mình kéo lên gì mình trưng bày cũng rất là đẹp ha. Cái mặt giò đài của nó nè, thiết kế rất là mới ha, rất là mới. Và cái chữ bên trong đó, nhìn nó rất là đẹp và nó hài hòa với cái màu của cái đài ha. Đây, tổng thể cái máy thì còn rất là mới, hàng về từ Nhật ha, sử dụng điện 100V. Đấy, máy rất là đẹp luôn, đẹp và nặng. Một trong những chiếc đài rất là đáng chơi bởi vì tiếng của nó thì khỏi phải chê rồi. Tiếng của nó thì không phải chê và nó thiết kế rất là đẹp. Lay volume ha. Tôi không tham khó tàn vô tận. Tôi không mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân. Tôi không mơ điện quý cũng son vàng. Bảo chúa thấy ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian. Thương quê hương qua non thế thì không cười. Thương quê hương thăng trầm chuyển biến khôn nguôi. Làm sơn ơi hồn ký linh sông đằng. Vạn kiếp hay hạ những dòng lịch sử đâu rồi. Tôi chỉ xin đầy lúa thơm quê mẹ hiền, hàn gắn quê cha buồn phiền với niềm tin. Tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kín, những chân thành ngọt mềm chính tiếng ban đầu ngỏ lời yêu em. Xin an vui cho anh lứa tuổi đang trình, xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh, cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài để lớp trai thơ dại đốt đèn đọc sách. Tiếng của cái model này thì anh em chơi rất là thích nha, tại vì nó tiếng nó hay lắm, anh em nghe thì sẽ cảm nhận nó tốt hơn nhiều. Tiếng nó đanh đảnh nhất mà bass nó rất là lực đó. Những dòng cổ mono nhưng mà có được tiếng bass như vậy là cũng khá là hiếm. Và chiếc đài này rất là nặng nha, sắp rất là đầm tay, nó nặng luôn, ráp phải lấy gồng, một tay phải lấy gồng. Đấy. Phần cơ thì bên em đã dọn chạy full tạm dừng nè. Đấy, thì top nè. Tua thì cái đời này là hãng nó sản xuất là cái mình tua tới á là không giữ nha. Tua tới là nó không có cái lưỡi gà để nó giữ, nhưng mà mình muốn tua thì mình phải ấn mình giữ. Cái này là nó thiết kế tiện cho trong quá trình tác nghiệp đó của những người sử dụng đó, nó có mục đích của nó cho nên là nó mới sản xuất như thế này. Đấy, cái này là
đúng nó như vậy nha, chứ không phải máy lỗi nha, em bao cho anh em, tại vì em bán rất là nhiều cassette rồi. Đây, khi mình tua lùi thì nó sẽ giữ lại. Con này hết băng tự nhảy, rất là nhạy luôn. Rồi, cassette hoạt động rất là tốt nha. Trên phần trên đây thì nó gồm có đây chuyển radio cassette nè, ba cái nút này thì volume và phần tông thôi. Rồi, em sẽ chuyển qua phần radio. Radio thì anh em gạt lên trên. Mình đang để FM nè. FM ha. Thì nó mới đến được những cái kết quả ngọt ngào và hạnh phúc mà chúng ta thấy, đúng không ạ? Thứ nhất là chị cảm thấy rất là được lan tỏa, cảm giác rất là ấm áp khi nghe câu chuyện của Ngọc Hân. Bản thân chị thôi nha, chị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và chị tin rằng các khán giả của Giảm Tốc Lên Liền tối nay cũng có rất là nhiều cảm xúc. Bằng chứng là em chị thấy có đại học theo nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, việc ban lãnh đạo nhà hát giao trách nhiệm đào tạo khán giả cho các nghệ sĩ trẻ, mục đích để họ hiểu khán giả ngày hôm nay hơn, qua đó cũng giúp sự truyền tải đến khán giả. Blockchain ứng dụng cái việc thu gọn vốn từ các nguồn, từ các sàn thương mại điện tử cũng như là từ các nền tảng blockchain trên toàn cầu. Chúng ta nghĩ rằng cần được cái nền tảng để phải tự gồng mình lên mạnh mẽ mà nó qua tích dịch. Cái phần AM thì em sẽ bao cho anh em là AM bắt sóng tốt nha. Thì hiện tại bây giờ thì nó mất sóng rồi, nó không có vô đài. Đấy, thì anh em nào quan tâm thì cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi một cái clip riêng để test cái phần AM cho anh em xem. Tại vì con này thì để test AM bắt tốt rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ cái khu vực nhà em nó hơi kín. Đó, nó hơi phủ nhiều á, cao tầng, mình ở dưới thấp. Cho nên là nó em ở khu này thì nó bắt sóng rất là kém nha. Rồi, chiếc này em giao lưu với cái giá là 2.2 triệu. Đó, 2.2 triệu. Anh em nào quan tâm thì liên hệ em qua cái số điện thoại em để trên bài, hoặc là kết bạn vào Zalo để em gửi thêm ảnh chi tiết thực tế về máy ha. Máy rất là đẹp và cái model này trưng bày thì khỏi phải chơi luôn. Khi mình sử dụng radio thì cái nút này nó có một cái nút like ha. Mình nhấn lên đây thì cái bóng đèn này nó sẽ sáng lên. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video.